Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Nhật Đăng Lên và tôi là Hải Đăng. Hiện tại Đăng đang có mặt tại khu dân cư Green Riverside tọa lạc tại đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong số ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới tham quan một căn nhà đã được hoàn thiện hết toàn bộ nội thất tại đây. Và căn nhà này có gì đặc biệt thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến đó thôi. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhà với diện tích là ngang 6m4, dài 12m9, 80m2, và được xây dựng là một trệt hai lầu sân thượng đã được hoàn thiện nội thất ở bên trong. Ngôi nhà thì được xây dựng theo phong cách là phong cách hiện đại, với những cái màu sắc được phối hợp rất là phù hợp với nhau. Và đang đối với một căn nhà mà với chiều ngang 6m4 thì nó sẽ được bố trí những cái công năng như thế nào thì mời mọi người chúng ta vào bên trong. Thì cái phần đầu tiên khi mà đứng từ bên ngoài thì mọi người cũng thấy là chúng ta có một cái khoảng không gian để gara ô tô ở vị trí này. Đây là một chiếc ô tô với 5 chỗ ngồi thì nó cũng rất là thoải mái. Ở đây thì đặt 7 chỗ vẫn được nha mọi người. Hệ thống cửa thì cũng được trang bị cửa sắt và cửa cuốn ở bên trong nè. Qua tới phần bên đây thì đây là cái khoảng sân đằng trước. Một cái khoảng tương đối là vừa phải thôi. Đó cũng là một cái chiếu nghỉ để khi mà bước vào nhà thì chúng ta bỏ giày dép ở đây thì nó sẽ làm không gian ở trong nó sạch hơn. Ngoài ra thì chủ nhà cũng đã trang bị thêm những cái hệ tủ ở đây, những cái hệ tủ để giày dép. Đối với một cái nhà thì chỉ có chiều dài là 12m9 thôi thì được bố trí như thế nào khi mà khoảng gara ô tô để đây. Thì cái phần này được tách biệt với nhau. Ở đây còn có một cái hệ thống tủ gỗ đã được trang bị sẵn. Ở đây là cắt CNC nè, những cái họa tiết. Ngoài ra thì cái điều mà thông minh khi mà đặt cái không gian để xe vừa đủ á, thì cũng rất là tiện lợi. Nó sẽ làm cho cái khu vực phòng khách rộng ra. Và vị trí này thì cũng chừa một cái khoảng để khi mà chạy xe vào chúng ta có thể mở cửa ra để đi vào một cách thuận lợi mà không còn bị chật. Ngoài ra thì chúng ta có một cái phòng khách rộng rãi, thoải mái. Di chuyển trong đây thì nó cảm thấy rất là thoáng. Như mọi người cũng thấy thì ram màu chủ đạo của ngôi nhà này á, là ram màu trắng với sự kết hợp thêm là màu xám, màu da, màu gỗ. Nó tạo cho một cái không gian ở đây nó có một cái chút dễ chịu, nhưng nó cũng không kém đi những cái phần như là quan trọng. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm những cái vách được ốp bằng nhựa với vân là vân giả đá. Với việc kết hợp cái màu giả đá như thế này thì Đăng thấy là cái thứ nhất, mọi người thấy ông đèn pha lê khi phản chiếu vào thì nó sẽ tạo được những cái góc nhìn nó lung linh. Ngoài ra thì đối với một cái ngôi nhà mà được ốp đá như vậy, nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác, nó là cái cảm giác nó mát mẻ hơn. Không, thật sự như mọi người cũng biết là nhà mà ốp đá quá nhiều thì nó tạo được sự nặng nề, nhưng khi mà tiết chế đi một chút như thế này thì Đăng thấy là nó có cảm giác nó mát mẻ hơn. Ngoài ra thì Đăng thấy là cái bức tranh này thì theo Đăng thôi, cái này là quan điểm cá nhân, thì Đăng thấy là nếu mà là Đăng thì Đăng sẽ thay đổi lại cái bức tranh này đơn giản hơn chút nữa thì nó sẽ tạo cho cái không gian ở đây nó perfect hơn. Không chỉ là chúng ta có phòng khách rộng rãi thì khu vực bếp khi Đăng bước vào Đăng thấy là không gian ở đây rất rộng luôn nha mọi người. Cái điều mà Đăng khen đầu tiên là cái người kiến trúc sư khi họ làm, họ thiết kế ngôi nhà này, họ bố trí một cách hợp lý để chúng ta có những cái khoảng không gian rộng là khá ok so với diện tích 80m2. Thì do nó rộng rãi như thế này thì chủ nhà họ cũng đã tinh ý khi mà ốp ở trên tường á, những cái màu sắc trung tính để tăng lên được cái sự ấm áp cho cái không gian này. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái bộ bàn ăn với 6 ghế ngồi. Đây là bàn thông minh, khi không cần sử dụng rộng như thế này chúng ta có thể gấp nó lại để tăng cái không gian ở trong cái khu vực chỗ ăn uống sinh hoạt cho gia đình. Chúng ta còn có thêm một cái khoảng bếp với hình chữ U. Ở đây là khu vực bán đảo thì ngồi ở đây ăn mì là hợp lý nè. Những cái khu vực tủ bếp á, thì được làm đụng trần tạo được một cái sự liền lạc cho ngôi nhà, nó cũng đỡ đi là bám bụi ở phía trên. Ở trong cái không gian bếp này thì đã được trang bị hết đầy đủ cái thiết bị mà chúng ta cần rồi. Chẳng hạn như là máy
bếp nè, máy hút và kể cả những cái thiết bị chúng ta sử dụng hàng ngày. Ở đây còn có cả những cái khay inox để khi mà rửa chén xong úp chén lên. Chất liệu của tủ bếp này được sử dụng là ván MDF chống ẩm của thương hiệu An Cường, bên ngoài là lớp acrylic sáng bóng. Thì mọi người nhìn qua camera, qua cái video thì chắc mọi người cũng thấy là khi mà có những cái hiệu ứng đèn á vào khu vực bếp này, nó sẽ tạo được một cái sự sang trọng, cũng như là với cái màu sắc này và cái cách mà họ làm tủ bếp á, thì nó cũng tạo nên cái phong cách, đúng cái phong cách ngôi nhà là phong cách hiện đại. Ở đây thì cũng đã được trang bị sẵn tủ lạnh 660 lít này nè. Trong nhà này thì cũng có trang bị luôn hệ thống camera rồi. Và phần đằng sau á, để tạo được một cái sự thoáng mát, thì ở ngoài đây chúng ta có một cái giếng trời đằng sau. Trên ở đây là cái bức tranh này là tranh tường nha mọi người, tranh gạch nha mọi người. Nó có một cái không gian, cái bức tranh màu xanh á thì nó tạo được một cái không gian mát mẻ hơn cho cái khu vực nhà của mình. Khu vực này thì đang được xây dựng rất là nhiều, nên là thành ra mình cũng không tránh đi cái tiếng ồn, mọi người thông cảm cho Đăng nha. Ở đây thì đặt ở bàn bồn rửa như thế này, ở đây thì nó cũng khá là thông minh. Ở đây còn có kính đèn nữa nè. Bên trong toilet thì cũng đã đầy đủ các thiết bị, kể cả bồn đứng cũng có nha mọi người. Cái phần bên dưới thì mọi người cũng đã xem qua video rồi, thì không biết là bên trên bố trí như thế nào, thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp lên trên. Đang di chuyển ở trên cầu thang và hành lang cầu thang thì đang thấy là đang thấy nó rộng rãi và được lót bằng đá marble, nhìn nó sang trọng. Ngoài ra khi bước lên đây thì đang thấy là chúng ta có một cái bộ bàn học cho trẻ con ở đây nè. Thì trao đổi với chủ nhà nói là chủ nhà có con nhỏ mà hầu như mấy đứa trẻ con thì hay trốn ở trong phòng có iPad, nên là chỉ lấy cái ý tưởng đó chỉ thiết kế ở chỗ này, vị trí để bàn học là hợp lý, có thể quan sát được trẻ con học hành. Ở đây cũng có một cái ô cửa sổ để có thể lấy ánh sáng thiên nhiên vào. Và chúng ta sẽ vào căn phòng ngủ phụ ở tầng 1 trước, chút ra phòng master sau nha mọi người. Ở trong căn phòng ngủ phụ thì ở đây chúng ta còn có thêm một cái hệ cửa lớn đó nha mọi người, để lấy ánh sáng vào. Bàn trang điểm, táp đầu giường, giường. Wow, hầu như đồ nội thất thì đã được trang bị sẵn hết rồi. Chúng ta còn có thêm những cái hệ tủ rất là lớn, với sức chứa lớn để có thể để được nhiều đồ ở đây. Máy lạnh thì cũng đã được trang bị sẵn rồi nè. Nhà tắm thì chúng ta có một cái nhà tắm riêng ở trong đây với diện tích rất là lớn. Anh camera sẽ ra đây cho mọi người xem nè. Ở đây chúng ta đã có đầy đủ cái thiết bị vệ sinh cần thiết rồi, kể cả là những cái chiếc gương thông minh. Ở bên trong đây thì máy hút cũng đã được chủ nhà họ tỉ mỉ trang bị sẵn, kể cả những cái vòi sen massage. Phòng ngủ phụ đã được trang bị như vậy rồi thì không biết là phòng master sẽ như thế nào, thì đăng mời mọi người. Tất cả những cái cửa phòng bên trong ngôi nhà này đều sử dụng là cửa gõ nha mọi người, gõ đỏ. Ngoài ra thì trong tất cả các phòng đều có hệ thống khóa thông minh với nhiều chế độ. Vân tay nè, khóa cơ nè. Phòng ngủ phụ đã có diện tích vừa phải rộng rãi rồi, thì phòng ngủ master thì nó còn được sở hữu một cái khoảng không gian rộng rãi hơn nữa. Và nội thất thì cũng đã được trang bị hết sẵn hết rồi, toàn bộ đều là gỗ của thương hiệu An Cường hết nha mọi người. Chúng ta có một cái bàn trang điểm nơi đây, một cái bàn trang điểm rộng rãi cho các quý cô. Còn ở đây thì những cái hệ tủ cũng với sức chứa rất là lớn, bên ngoài còn được phủ acrylic nữa. Nó tạo khi mà có ánh đèn, ánh sáng bên ngoài và nó tạo một cái hiệu ứng long lanh hơn. Và đối với những cái căn phòng á, thì tại sao mà lúc nào người ta cũng làm những cái màu gỗ như thế này, nó tạo được một cái sự ấm áp, đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Ở đây còn có cả một cái bàn làm việc lớn. Chất liệu được lót ở trong các phòng ngủ thì được sử dụng là gạch giả gỗ. Đối với việc xài gạch giả gỗ như thế này thì cái cảm giác khi ta bước vào nó như đang nói lúc đầu là nó ấm áp và nó bền theo thời gian, nó bền hơn gỗ nhiều. Và phía trước mặt đăng thì cũng có máy lạnh, kể cả một cái hệ tủ tivi. Cái việc mà đặt cái bồn rửa như bên ngoài như thế này thì đăng nghĩ nó cũng khá hợp lý. Tại vì khi mà buổi sáng hai vợ chồng sinh hoạt thì một người ở bên trong, một người ở ngoài này thì cũng không gây cái bất tiện, nó cũng tiện lợi hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái hệ tủ bên trong để có thể để những cái vật không cần thiết. Toilet bên trong này thì cũng rộng rãi,
với đầy đủ các thiết bị đã được trang bị sẵn. Như ở đây chúng ta còn có thêm những cái hệ thống vòi sen, massage với rất là nhiều những cái chế độ toilet. Phòng master thì được sở hữu một cái khoảng ban công ở ngoài đây rất là rộng. Ở ngoài đây thì cũng trồng những cái loại cây sẵn rồi nè. Nếu như cái người mà ở trong phòng master mà thích trồng cây nữa thì đây chúng ta có những cái không gian tuyệt vời để có thể trồng những cái loại cây yêu thích. Thì buổi sáng mà cái việc mà ra một cái bộ bàn ghế như thế này ngồi uống cà phê mình nhìn ngắm cây cảnh hóng gió xung quanh nữa thì còn gì là tuyệt vời hơn nữa đúng không ạ? Sau khi cái trải nghiệm tầng 1 á thì Đăng, cái đây là cái quan điểm của Đăng, thì Đăng có một cái lời khen cho kiến trúc sư làm cái nhà này. Thì Đăng thấy là cái thứ nhất là những cái phòng và những cái vị trí được bố trí rất là hợp lý với đầy đủ công năng. Và cái việc trang bị những cái đồ nội thất với những cái màu sắc đơn giản như thế này nữa thì theo quan điểm của Đăng thì Đăng thấy rất là ok. Đây là một lời khen rất là chân tình nha mọi người. Còn cái tầng 2 á thì cũng sẽ được bố trí và có kết cấu giống như ở tầng 1. Thì Đăng xin lướt qua tầng 2 luôn. Chúng ta sẽ cùng lên sân thượng để cùng nhau trải nghiệm bên trên như thế nào, để đỡ tốn thời gian của mọi người nha. Xin mời. Trên phần cao nhất đó là sân thượng, thì đây chúng ta có một cái phòng thờ rộng rãi, thoải mái với rất là nhiều những cái ô cửa sổ ở đây hay là ở bên camera nữa để lấy cái không khí. Khi mà ở nhà thì chúng ta có thể mở toàn cửa để lấy cái không khí xuống dưới bên dưới. Phần đằng sau là sân sau thì chúng ta còn có thêm một cái hệ, một cái chỗ để chúng ta có thể để máy giặt, đang nghĩ là phơi đồ ở ngoài đây. Ở cái phần sân sau thì còn được liên thông đến sân thượng đằng trước luôn nha mọi người. Đây mọi người thấy không, nó có cái đường ở đây nè. Đây là cái phần thông nè, chúng ta có một cái khoảng chỗ này nữa. Và ngôi nhà được sở hữu một cái khoảng sân thượng rộng rãi. Đây là sân thượng trước đây. Ở đây còn đã được trang bị một cái bộ bàn ghế với 4 ghế ngồi. Ở trên đây thì anh chủ anh trồng rất là nhiều những cái cây lan luôn. Để tránh hạn chế đi lan chết thì ở trên họ đã để một cái tấm lưới này để giảm đi cái ánh nắng á. Ở đây còn có cả một cái xích đu. Ngồi trên đây chơi, đằng trước mặt chúng ta là sông Sài Gòn nha mọi người. Ở đây rất là mát mẻ. Sau khi trải nghiệm xong cùng Đăng ngôi nhà này từ trên xuống dưới rồi thì không biết là mọi người thấy sao, hãy lại bình luận bên dưới cho Đăng biết nhé. Còn theo quan điểm cá nhân của Đăng á thì Đăng thấy là Đăng dành một cái lời khen cho chị chủ nhà cũng như là cái anh kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà này. Đăng thấy cái trước hết là những cái không gian được bố trí rộng rãi và nội thất thì cũng đã được trang bị rất là thông minh và tiện nghi. Thì Đăng xin nói lại thông tin ngôi nhà này một lần nữa. Ngôi nhà này có diện tích là ngang 6m3, dài 12m9, 80m2 và được xây dựng là một trệt hai lầu sân thượng với 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Ngôi nhà thì nằm trên mặt đường rộng 8m, khu dân cư Green Riverside, tọa lạc tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây chắc là một điều mà mọi người quan tâm. Thì ngôi nhà đang có mặt trên website nhậtdanglen.vn với mức giá là 6.7 triệu. Mọi người thấy mức giá như thế nào? Ok đúng không ạ? Và nếu như yêu thích ngôi nhà này và muốn trải nghiệm thực tế thì mọi người có thể liên hệ với Đăng để đặt lịch qua số hotline Đăng để ở trên góc phải màn hình. Còn bây giờ số này cũng dài rồi, Đăng xin phép là được chào mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. For a roll, a part of any universe, of any planet in the sky. Nhật Đăng Lên, kết nối nhu cầu thực.